Chào mừng tất cả các anh chị đã trở lại với kênh của Nguyễn Đình Văn. Thì hôm nay Văn sẽ chia sẻ với một các anh chị một cái vấn đề rất là ý nghĩa, rất là hay. Cái này thì tùy hứng thôi, đây là tại vì Văn làm cái video này là không có chủ đích, Văn làm tùy hứng thôi. Thì Văn sẽ cho các anh chị bốn lá bùa hộ mệnh cho ô tô. Đi ô tô là đã an toàn hơn xe máy rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ có bốn lá bùa hộ mệnh này nữa, thì chúng ta sẽ có bốn lá bùa hộ mệnh này nữa thì chúng ta sẽ được an toàn hơn rất là nhiều lần. Chúng ta bắt đầu nè. Lá bùa số 1 đó là các công nghệ an toàn cơ bản trên chiếc ô tô của mình. Các công nghệ an toàn cơ bản là gì, đúng không? Xe nào bây giờ, cái xe rẻ tiền thế nào bây giờ cũng sẽ được trang bị. Thứ nhất là seat belt, đó là đai, phải không? Đai an toàn. Thứ hai đó là túi khí. Chúng ta cần phải chú ý đến hai cái này. Cái điều này ai cũng biết hết, nhưng mà khi mà bạn nói ra một cái vấn đề là 80% mọi người không biết. Đó là cái dây an toàn và cái túi khí nó có mối liên hệ với nhau. Khi mà chúng ta cài dây an toàn á, không nào, thì cái xe trên cái hệ thống an toàn trên xe á, hệ thống tự động á, nó sẽ nhận diện là cái vị trí nào mà có cài dây an toàn thì vị trí đó có người. Hiểu không nào? Có nghĩa là cài dây an toàn không, là nó sẽ xác định là cái ghế đó có người. Thì khi xảy ra sự cố túi khí ở cái vùng đó, cái vùng của cái ghế đó, nó mới bung ra. Ví dụ khi mà bạn ngồi ở trên ghế bên phụ đi, không cài dây an toàn, tới khi mà có va chạm, không va chạm mạnh, nó hệ thống nó sẽ không nhận diện được là khu vực đó có người, nó sẽ không nổ túi khí ở khu vực bên phụ đó, không, tại vì đâu có người đâu, nó nổ làm gì, phí, không nào. Đó thì ngoài cái vấn đề dây an toàn nó có thể cố định người chúng ta khi mà chúng ta giật mạnh, thì cái túi khí nó cũng có thể bảo vệ chúng ta rất là nhiều lợi ích. Đó là cái lá bùa thứ nhất. Cái lá bùa thứ hai đó là tinh dầu trên xe ô tô. Đó, cái này rất là quan trọng. Ví dụ như những cái tài xế mà đường dài nè, phải không, khi mà lái xe rất là buồn ngủ thì họ hay làm gì, phải không, uống một hút thuốc lá. Nhưng mà tác hại của thuốc lá thì mọi người biết rồi, uống mà hút đi thì tác hại của hút cũng kinh khủng lắm. Đường không kém, có một cái thứ mà tốt cực kỳ, đó là tinh dầu. Tinh dầu nó sẽ đi qua lên não chúng ta, qua cái đường hô hấp, đúng không nào? Thì cái đường hô hấp là cái nơi mà nhanh đưa lên não nhất, trong vòng vài giây là đưa lên não rồi. Thì chúng ta chọn những, có thể đặt trên xe của mình những cái loại tinh dầu nào mà nó có thể giúp cho chúng ta chống lại sự buồn ngủ, làm cho con người mình tỉnh táo, tập trung hơn. Nhưng mà nhớ chú ý nè, thứ nhất, mua tinh dầu phải có nguồn gốc đàng hoàng, phải không nào? Cái thứ gì rẻ tiền dẹp, mình phải mua những thứ chất lượng. Nhưng mà tinh dầu chất lượng nó cũng có nhiều loại, cũng là chất lượng nhưng có cái gây buồn ngủ và có cái làm cho chúng ta tỉnh táo, thấy chưa nào? Nên là chúng ta phải, cái này thì các bạn phải tìm hiểu, muốn xài phải tìm hiểu thật là kỹ. Tại vì khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta mới biết cách để chúng ta sử dụng cho đúng, không thì chúng sử dụng không đúng rồi á, là lại vào đây chửi tôi, đúng không? Đó là cái lá bùa thứ hai, đó là tinh dầu. Cái lá bùa số 3 đó là những cái câu slogan, những cái câu ở phía dán ở phía ngoài chiếc xe của mình, về phía sau xe á, mọi người có thể thấy những cái câu chẳng hạn như là những câu vui vui á, là xin đừng hôn em đồ kiểu vậy. Hoặc là những câu nó hay hơn một tí nữa, đó là chúc bạn lái xe bình an. Đó, chẳng hạn như vậy. Tại sao mà cái đó là những cái lá bùa của mình? Các bạn biết, ví dụ chẳng hạn như cái dòng chữ chúc bạn lái xe bình an này, phải không? Tôi ở ngoài sau, tôi đang nôn, công việc của tôi gấp đó, tôi đang nôn, tôi chạy, đúng không? Tôi chạy, nhưng mà khi mà tôi nhìn thấy cái đít xe bạn á, nó có cái dòng chữ đó, tự nhiên tôi lại cảm nhận là thôi mình phải an toàn, không, này kia, mình sẽ làm nhắc nhở. Khi mình dán cái dòng chữ đó, những cái dòng chữ tương tự như vậy ở phía sau xe của mình á, nó sẽ giúp cho người khác và giúp cho cả mình luôn. Đó, rất là nhân văn, đúng không? Lá bùa số 3 đó là những cái câu slogan ở phía sau xe của mình. Đó,
mình home xe cũng được, ở đâu cũng được, dáng vừa phải, nhẹ nhàng, thẩm mỹ một tí, rất đẹp, không có quá màu mè lên làm cho cái xe mình là kém sang, phải không? Chán vừa phải thôi, lên kém sang rồi cũng lại chửi tôi. Rồi cái vấn đề thứ tư, cái lá bùa thứ tư đó, đó là chúng ta sẽ đặt ở trên tắp lô của mình á một cái vật tượng trưng, không nào, tôi gọi là vật tượng trưng, chẳng hạn như hình của con mình nè, hình những người mình thương yêu nhất, chẳng hạn vợ mình chẳng hạn, không, đặt lên đó. Hình nhỏ thôi, những cái gì nó nhỏ thôi, vừa gọn thôi, chứ không nó lại che kính lái, lại gây cho chúng ta cái sự khó chịu khi mà lái xe, còn dễ gây tai nạn nữa. Ta đặt cái hình nhỏ thôi, hoặc là hình của bố mẹ mình trên đó, để khi mà mình bước vào xe, mình nhắc nhở bản thân mình, mình còn thương yêu gia đình, còn này thế kia, đó. Hoặc là có thể dùng một cái bức tượng Phật, đúng không? Mình đặt lên trên xe của mình, thì nó sẽ làm cho cái tâm của mình được sáng. Khi mình bước lên xe là cái tâm thiện của mình được khơi dậy, mình sẽ lái xe an toàn hơn. Rồi, cái này là nó rất là ngẫu hứng. Sau khi Văn quay một cái video thì tự nhiên không nghĩ tới cái này thì lấy ra quay luôn, chứ không có chuẩn bị trước, nên là nó kịch bản nó cũng không có kịch bản, nói chung là không kịch bản gì hết. Rồi, Văn chúc các bạn có bốn cái lá bùa bình an này, nhớ giúp Văn like và viết cái, cho Văn cái comment, hoặc là nếu ok hơn nữa thì có thể subscribe kênh của Văn để chúng ta có thể gặp nhau dễ dàng hơn, đúng không? Thân thiện với nhau hơn. Rồi, Văn xin cảm ơn các bạn.